Thì giờ mình chốt lại ba vấn đề. Nhất là về chi phí các bạn bỏ ra so với các bạn sử dụng thì rõ ràng là điện ok hơn nè, tiết kiệm tiền hơn tại vì bill điện ở so với bill ga. Thứ hai về công năng sử dụng thì này tiện hơn, nấu được nhiều món cháo, súp, hầm, gà gì tùm lum la đó. Mày thì nó hơi bất bất tiện tại vì ra gắn cái này vô hơi khó. Còn về đồ ăn tàn thì mình nghĩ chắc hàng hàng cũng xem nhau, nhưng mà hàng ngày thì mình nghĩ nó an toàn hơn tại vì nó rất là cứng cáp bằng nha. Hello nha, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh review hình của mình nha. Thì trước mình có review cái nhà một loại nồi áp suất điện các bạn. Thì chắc cũng nhiều bạn thắc mắc là giữa nồi áp suất điện với nồi áp suất cổ điển của mình thì sẽ có gì khác biệt và nên mua loại nào nha. Đây sẽ có hai loại nồi cổ điển mình dùng này chục năm rồi các bạn, lâu rồi. Và lại đây là cái nồi mà mình muốn sánh đó là nồi áp suất điện. Đây là mình đã một lần review các bạn nha. Đó, giữa nồi áp suất điện và nồi áp suất ga thì cái nào ưu điểm còn nào hơn là nha. Ok nha, nhược điểm cũng có nhau nha. Rồi, chào cả nhà nha. Ok nha, đây là diện cận cảnh cái nồi áp suất điện và nồi áp suất ga thông thường nha. Thì tại cái loại này là loại 5 lít ấy, nên nó to này nha, nhưng mà mình chỉ đánh giá về cái công năng đi. Về cái độ bền với độ cứng cáp thì rõ ràng này hơn rồi bạn. Nên mình mở cho bạn xem bằng cái chất liệu của cái dòng này nha. Nó cứng nha bạn, dày luôn, kiểu như cũng như nghe xưa các bạn, nó rất là dày luôn ha. Còn này thì nó rõ ràng không bằng các bạn, cái bên trong nó nè, nó chỉ dày như cái nồi cơm điện mình thôi, mỏng hơn nha, nó không bằng. Nhưng mà được cái này nó có cái lớp trong này nó giữ nhiệt rất là tốt hơn nha, và nấu rất là nhanh. Đó, còn về mà độ an toàn á, đây nè, các bạn phải cho vô đây nè, đó, hai thằng này vô trong nè, đó, các bạn phải kéo này xuống. Cái này xuống đó, nó vô cái gờ này bạn thấy không, nó thấy vô hai cái này, hai cái miếng này nè, đó thì nó mới vô được. Đẩy vô đó, là mới vô không thì các bạn mới kéo lên kéo lên cho nó cái hai cái này các bạn, hai cái miếng này nó nằm trong hai cái chốt này đó, rất là cứng cáp nha, rất là chắc chắn luôn đó. Đó là cái đặc kiểu gọi là thủ công ngày xưa, rất là đơn giản. Đó. Và anh này thì làm đơn giản hơn này, các bạn chỉ việc xoay này vô thôi. Như mình bắn gắn xuống nè, gắn này, bạn coi nè, gắn vô không? Bạn xem, đó, mà các bạn chỉ việc xoay qua đây, ở lại chốt là cái chìa khóa là cái gì xong rồi đó bạn, không? Kéo ra, phải gắn vô rất là đơn giản nên rất là nguy hiểm luôn nha. Đang nấu mà các bạn mà không biết á, bỏ đồng cá thôi luôn, nó phỏng rất là dễ phỏng nha. Quan trọng nhất á là về nấu á thì mình thấy á hàng này là cái này cái thời gian nấu cũng gần như xem nhau, nhưng mà cái này nấu nhanh hơn tí xíu. Hay bây giờ các bạn nấu bò đi thì hàng này đều phải mất tới 10 hàng này 15 phút để nó làm nóng cái nồi, thì lúc mà nóng nồi tức là khói xịt lên, thì hàng này mất nửa tiếng để làm chín, ví dụ thì này khoảng mất cỡ 20-25 phút, tức là hàng này sẽ nhanh hơn này khoảng cỡ 20-30% thôi các bạn nha. Nhìn thấy tí xíu thôi, không nhiều. Tuy nhiên là về cái chi phí á các bạn, thì rõ ràng là cái hàng ga này á nấu á tốn chi phí nhiều hơn. Đó, giờ về các bạn biết cái ga rất là tốn chi phí, điện thì nấu rẻ hơn bạn nha. Và về mà ủ á, thì đương nhiên hàng này ủ lâu hơn, tại vì nó có cái lớp này bạn, lớp ở ngoài này nè, nó sẽ giữ nhiệt rất tốt mà nha. Đó. À, về sử dụng thì hàng này cũng đơn giản thôi bạn, giống như cơm điện à, kéo là cái ra vô nè, nè, nó rất là nhanh. Tiện ha, đó. Còn về thằng này đơn giản nó sẽ nấu được rất nhiều món, như mình nấu cháo, nấu súp, nấu hành. Giờ còn đa số này là chỉ để hầm thôi mà nha, tại vì mở ra này rất khó, không dễ mở mà. Xoay này, cho nó xuống, rồi mới nhấn nó ra. Đó. Là không, nó mở thì nó khó hơn, nên chỉ nấu những món nào mà các bạn thấy cần thiết mới nấu thôi. Cái này thì nấu rất là dễ luôn đó. Còn về độ mà tiện dụng, thằng này tiện dụng hơn, nấu được nhiều món hơn, đó, tiện hơn. Rồi về cái tiêu thụ điện á, tiêu thụ cái gọi là chi phí bỏ ga thì rõ ràng điện đỡ hơn là ga nha. Ga rất là tốn, để tốn tiền nha. Ga ga giờ rất là mắc không các bạn, mắc hơn điện nhiều luôn á. Nên rõ ràng là thằng này là rõ ràng là tiện hơn về điện nè, về công năng nè. Đó, công năng cũng hơn này, nấu nhiều món. Điện thì quy ra tiền rẻ hơn này. Đó. Rồi cái về sử dụng á thì thằng này sử dụng cũng tiện hơn. Đó. Mở ra nhanh hơn mà cẩn thận nha. Rồi. Còn về mà cái mà van ga thì này cũng vậy, nhưng kia tức là lúc mà nó mở ra thì các bạn chỉ cần kéo lên cho xịt van ga là này cũng vậy.
này, nó xịt ra thì nó sẽ mở an toàn hơn bằng nha. Rồi độ nặng thì cũng xem nha các bạn nha, cũng không có chênh lệch nhiều mà cân nặng cũng bằng nhau thôi đó. Thì giờ mình chốt lại ba vấn đề, nhất là về chi phí các bạn bỏ ra so với các bạn sử dụng thì rõ ràng là điện ok hơn nè, tiết kiệm tiền hơn tại vì điện đó so với ga. Thứ hai về công năng sử dụng thì này tiện hơn, nấu được nhiều món cháo, súp, hầm, gà và tùm lum la, đằng này thì nó hơi bất tiện tại vì ra gắn cái này vô hơi khó. Còn về độ an toàn thì mình nghĩ chắc hàng cũng xem nha, nhưng mà hàng ngày thì mình nghĩ nó an toàn hơn tại vì nó rất là cứng cáp bạn nha. Đó. Này thì nó hơi mỏng. Đó. Thì nhưng mà tại mình cũng nghĩ chấp nhận được tại vì nó có một lớp bên ngoài bảo vệ nữa. Đó là những cái chia sẻ nhỏ nhỏ với các bạn nha. Vậy nha các bạn nha. Nếu mà chọn thì nên chọn cái nồi súp điện sẽ hay hơn mình nha. Tiện gọn nhẹ good đó. Ok nha, để mình đã review sẵn cho các bạn xem giữa cái dòng nồi ấm súp điện với nồi ấm súp ga thông thường xưa như thế nào nha. Thì rõ ràng nồi điện thì vẫn hiện đại hơn nha, về công dụng nấu được nhiều hơn. Còn về độ an toàn thì hai cũng xem nhau, anh này thì có vẻ an toàn hơn nhưng mà anh này cũng có cái lớp bên ngoài chấp nhận được nha. Còn về độ thời gian nấu thì hai thằng này cũng xem nha, này thì có thể ngắn hơn khoảng cỡ 2-3%. Còn về cái chi phí bỏ ra, rõ ràng thằng điện các bạn rẻ hơn là cái thằng ga nha, vì thời gian nấu nhanh hơn nên tiết kiệm được điện, từ điện nguyên ra cái tiền thì rõ ràng là rẻ hơn là ga, tại vì ga rất là mắc nha. Về công dụng nè, về giá chi phí bỏ ra nè, thì rõ ràng thằng này là ưu thế hơn, nổi trội hơn cái thằng bếp ga thông thường mình nha. Đó thì nếu mà lựa chọn thì rõ ràng là các bạn nên chọn loại này mình nha. Đó, nhanh gọn lẹ. Đó, có điều mở thì nhanh nhưng mà cẩn thận nha, này mở phức tạp hơn nhưng mà sẽ an toàn hơn đó. Còn về hai cái độ van thì sử dụng tương đương nhau, giống nhau thôi. Ok bạn nha, vậy nha.